Ok, vào chương mục chính thì hôm nay tôi sẽ review nhà triển khai cho mọi người tham khảo cách để con nha. Nhà này là cuốn xù chứ không phải của tôi đâu á. Mà mới bắt đầu chưa gì đã. Bước vào cửa nhà thì mọi người sẽ thấy một tấm thảm, một cái bảng đếm khách và một cái bảng ghi chữ Merry Christmas ở bên phải. Trước mặt mọi người là khu vực để coi Giáng sinh, có cây tuyết tùng nè, quà nè và nến. Phía bên tay trái là khu vực phòng khách, nhìn hơi nhỏ vậy thôi chứ nó rất là ấm cúng nha. Có tivi nè, lò sưởi, giá sách, bộ bàn ghế. Trên tường còn được để coi chủ đề Giáng sinh. Trên bàn thì có đồ ăn thức uống nữa nè. Được rồi, cảm ơn. Là giống như tôi khách sáo lắm vậy đó. Và sâu bên trong một chút thì sự đặt một cây đàn piano cùng ánh nến vàng. Mà nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như hai đứa này nó không có đàn mọi người. Chứ cái khả năng chơi đàn này nó xúc phạm âm nhạc quá. Ngay bên cạnh là khu nhà của bé cưng nhà Sù. Cái lý do mà cái khu vực này nó vừa rộng vừa chiếm nhiều diện tích á là do Sù là người chơi hệ bét mọi người. Nó mua rất là nhiều trứng luôn. Có ai ở đây cũng là người chơi hệ bét không ta? Ok, quằn qua lại phía bên tay phải của nhà là khu vực nhà bếp và bàn ăn. Tuy là có hơi nhỏ nhưng mà nó rất là đầy đủ thiết bị nha. Máy diễn xù nó cũng có hết á, rất là tiện nghi luôn. Và nguyên cái bộ bàn ăn cũng được trang trí theo chủ đề Noel nữa. Ngồi đây có thể ngắm toàn bộ tầng 1 nè. Nhưng mọi người có biết cái khu vực chill nhất tầng 1 là ở đâu không? Là ở đây nè, khu vực phòng vệ sinh. Đây là căn phòng duy nhất trong nhà chính cả mọi người. Cái xù nó tận dụng làm phòng vệ sinh luôn. Ý vậy, đang review xong tự nhiên đi luôn vậy má. Còn bên này là khu vực bồn tắm. Nhìn nó thoáng ha. Xù cố gắng không đặt quá nhiều đồ trong phòng vệ sinh cho nhìn nó rộng á mọi người. Đơn giản thôi nhưng mà đầy đủ đồ là được rồi. Mình không nói cầu thang của nhà Sù nó khó lên đâu mọi người. Vì kích thước của nhà 9K nó khá là nhỏ nên là Sù đặt thêm những cái tấm thảm màu hồng thiết kế thêm tầng 2, nhìn không gian rộng hơn nhiều ha. Trên cái phần áp mái trải dài này toàn bộ là phòng ngủ của Sù. Có lò sưởi, bàn trang điểm, bảng vẽ, máy tính, giá sách và tủ áo quần. Trong góc là giường ngủ và máy đồ chơi. Còn chơi gì thì tôi không có biết. Review mệt quá không ấy, mình lên giường mình đánh một giấc tới sáng mai review tiếp được không? Đánh vào cái đầu mày á Nhi. Ngàn người gì đâu á. Và đây lối đi bí mật ra khu vườn của Sù. Ở ngoài này Sù đặt rất là nhiều tấm thảm, có liều trại, có gối ôm, có ghế. Giả sử như mà có tiệc camping ngoài trời cùng với nhóm 2-3 người, 4-5 người gì cũng ok hết á. Mốt có nhóm bạn nào muốn đi chơi mà mượn địa điểm thì alo Sù liền ha. Ra đây mới để ý là bên này Sù có xếp khối hình chữ Sù nè mọi người. Má ơi cái gì vậy? Ở chỗ nhỏ này tao không phải review là tao cho mày một đấm rồi đó. Ý, lò nước xịn quá nè mọi người. Nhà mình không có cái này. Mốt chắc bự cái gì quá. Cô tay xong rồi nha mọi người. Thế, mong mọi người đã tham khảo được cách để coi nha. Tạm biệt mọi người.